Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Hôm nay thì mọi người không biết là có nhận được hộp quà cuối cùng không ha. Hôm nay sẽ nhận được một cái đĩa bay nha mọi người. Còn một xíu điểm nữa thôi. Mình nghĩ là hôm nay cũng có thể là đủ đó mọi người, để mình đi làm nhiệm vụ nữa ha. Thì hôm qua thì có bạn comment trên video của mình á là đã hoàn thành đăng ký kênh và like video nè. Rồi, ủa tên gì trong mặt kép ta? Ủa cái tên này kỳ vậy mọi người. Hôm nay có cái kiểu đặt tên mới hả? Là tên khoảng trống à ta? À, bạn đang muốn một cái băng đô Ariane nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ coi thử là cái tên này có sử dụng được không nha. Ôi, mình copy được nè mọi người. Ôi là trời ơi, ủa không có hiện tên luôn nè mọi người ơi, ảo thế nhờ. Rồi, bạn này đã like video và đăng ký kênh nè. Mình sẽ đưa cho bạn này một cái mẫu Ariane ha. Rồi, vỗ bấy kênh tặng em ha. Bạn muốn nhận nữa thì nhớ làm giống như bạn này nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ xem thử là ngày hôm nay là có nhận được hộp quà cuối cùng nhiều người một cái đĩa bay ha. Ok, đi làm thôi mọi người. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Game hay online.com nhé. À quên, các bạn nhớ lấy 10 kim cương nha. Đây 10 kim cương này mọi người. Wow, hôm nay điểm danh 10 kim cương này, bữa sau ngày 14 á, các bạn nhận được 20 rồi 30 rồi 50 kim cương ha. Rồi tới 3 tuần nữa nha mọi người, 3 tuần nữa sẽ nhận được chiếc xe bánh kem nha. Xe này xịn lắm luôn á. Rồi, ở trong hầm thư thì nhà phát hành cũng cho đồ nè mọi người, hộp đá quý ha. Nhớ mọi người vô nhận đá quý rồi các kiểu nha. Ủa trời ơi, số 5 đá quý gì nè. Rồi bắp thăm tiệc trà nè. Rồi được bộ tiệc trà luôn. Rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ nha mọi người. À với lại là cái nhiệm vụ này nữa nè. Đây cái nhiệm vụ hàng quà hàng ngày nữa. Các bạn nhớ cho nhận nè, cũng được mấy trăm xu nha mọi người. Rồi nhận hết nè các mọi người. Hai kim cương chứ nhầm. Rồi 200 mấy tiền xu nè các bạn. Rồi xem thử là hôm nay mình kiếm được mấy ngàn ha. Rồi nhiệm vụ đầu tiên ha, mình sẽ phải đi chế cái thùng sơn này. Hình như là mình hết nước rồi sao đó mọi người, để mình mua nước nha. Hôm nay mình mới phát hiện ra chỗ mua nước mới nha mọi người, ngay chỗ đây nè. Mọi người không cần phải chạy qua bên trung tâm đâu, chừng nào mua trái cây với chạy cần chạy bên trung tâm thôi. Còn thôi là các bạn chạy tới chỗ này mua nước cũng ok rồi. Thì trong cái sự kiện lần này á, mua nước rất là tốn luôn, cho nên là các bạn mà rảnh á, vô mua cái trăm chai nước á, bữa sau xài cho nó khỏi đi mua nữa nha. Mua nhiều nước lên nha mọi người. Rồi thiếu đồ rồi. À đủ rồi nè mọi người. À thiếu con bướm trắng mọi người ơi. Đây rồi các bạn ơi, vừa vào thấy bướm trắng rồi này, dính luôn ha. Rồi bây giờ chế tạo nha các bạn. Rồi chế tạo xong rồi nè các bạn ơi. Nhận nha. Rồi chắc là nhiệm vụ lần sau là phải làm cái này rồi, mình chế tạo cái này trước luôn. Rồi trả nhiệm vụ nha mọi người. Nhiệm vụ tiếp theo của đặc vụ ca. Trời ơi cái đinh này hả, cái đinh này không đủ nguyên liệu rồi mọi người. Mình thiếu cá tuế nè. Ờ thiếu đá nè. À đá hôm nay các bạn nhớ vô nhận đá quặng sắt nha. Đây được một cái quặng sắt nè. Bạn phải được 3 quặng sắt mới được. Để xem là ngày hôm nay nhận được mấy cái quặng sắt. 2 quặng này mọi người. Hình như được 3 luôn á. Ê trời ơi được 2 quặng à. Rồi chế tạo thôi mọi người ơi, mình đủ nguyên liệu rồi nè. Vô chế tạo cái này ha. Để đi kiếm cá tuế nãy giờ các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ chế tạo cái đinh ốc này. Rồi hoàn thành mọi người ơi. Rồi xong cái nhiệm vụ thứ hai nha các bạn, nhận được 450 xu thế này. Rồi tiếp tục nữa là mình sẽ đi tìm mấy cái đinh ốc ha. Rồi xong rồi, trả nhiệm vụ thôi mọi người. Xong cái nhiệm vụ thứ ba lên đây ha, chắc được một ngàn mấy rồi đó mọi người. Qua bên kia làm thêm ngàn mấy nữa. Rồi 300 điểm đó nè. Rồi, xem mình có bao nhiêu điểm rồi. 1.500 đó mọi người, trong được 2.000 mấy á. Rồi nhiệm vụ cho mấy con cún ngoài hành tinh ăn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhắn vô cái con cún ngoài hành tinh này đi làm nhiệm vụ đã. Rồi xong cái nhiệm vụ thứ nhất nha. Đến cái nhiệm vụ thứ hai nha mọi người. Rồi xong cái nhiệm vụ thứ hai luôn nha mọi người, nhận thêm 300 xu nữa. Và nhiệm vụ cuối cùng trong ngày hôm nay luôn ha. Rồi xong mình sẽ đi mở đồ nha mọi người. Rồi đem cái này xuống.
Rồi xong cái nhiệm vụ thứ ba nha các bạn. Xong rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi mở phần thưởng nha. Rồi trăm cửa hàng đổi đi các bạn ơi. Thì hiện tại mình có gần 2.500 điểm nha các bạn. 2.500 điểm. Đây bây giờ mình sẽ bắt đầu đổi tới hộp quà này ha, để mình mà nhận cái đĩa bay đủ màu nha mọi người, với 30 kim cương nữa. Để xem. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đổi mấy cái khối này trước nha. Tại vì mình đang sưu tầm mấy cái khối này các bạn. Mấy khối này dễ thương lắm luôn. Rồi đổi mấy cái khối này nha. Rồi đổi hết luôn, đổi hết. Nói chung là mình sẽ đổi hết tất cả các khối này luôn. Rồi đổi hết khối tím luôn rồi nè. Ui đủ điểm không ta? 5 khối nữa nè. Ui đủ không ta? Ui vậy là không đủ đâu mọi người ơi. Còn một xíu nữa kìa. Ôi trời ơi, còn một xíu nữa mọi người ơi. Vậy là ngày mai nha mọi người ơi. Ngày mai chúng ta sẽ nhận được cái đĩa bay nha. Không biết là cái đĩa bay này á, nó có chở người được không mọi người. Chứ cái đĩa bay mà hồi xưa thì chở người được nha. Để cho mọi người xem cái đĩa bay nè. Đây cái đĩa bay hồi xưa này các bạn ơi. Đấy, cho mọi người xem cái đĩa bay hồi xưa nha. Thì cái đĩa bay này á thì chở được một người nha mọi người. Mình nghĩ cái đĩa bay kia thì cũng chở được một người á. Đấy, nó ngày mai các bạn nhớ vô nhận đĩa bay giống mình nha. Mai là nhận sớm luôn nha mọi người. Ngày mai là có sự kiện có trò mini game mới nè, với lại thì vô nhận đĩa bay luôn. Đấy, thì cái đĩa bay nó cũng tự tự như cái đĩa bay này thôi, mà mình nghĩ cái đĩa bay kia nó sẽ bự hơn một xíu á. Rồi, bộ sưu tập khối của mình này mọi người ơi, mình mới đổi thêm vài cái nữa ha. Đấy, ui đẹp không mọi người? Nguyên một bộ sưu tập luôn. Bây giờ mình sẽ trang trí mấy cái khối mà mình mới đổi cũng khá là nhiều đó mọi người. Đâu đó khoảng chục khối ha. Rồi, một đống đó nha mọi người. Giờ mình sẽ trang trí ha. Ôi trời. Bây giờ mình sẽ trang trí ha. Đấy, mọi người không biết là bữa giờ có đổi khối giống mình không hay là đổi đồ ha. Mình thì mình thích mấy cái khối này cho nên là mình đổi quá trời luôn. Đổi hơi bị nhiều luôn đó mọi người. Đấy, mình chắc nó cao lên tới đây luôn rồi nè. Đấy, hoài mình chắc nó cao cao lên nhà nhìn đó. Cao thật sự đó mọi người. Đấy, trời ơi. Để bảo mọi người, trời ơi, nguyên một dãy khối nè. À, hình như là mình còn thiếu vài cái đó thôi đó mọi người. Thiếu vài cái trong sự kiện đó thôi. Rồi còn mình thiếu mấy cái ta. À, thiếu hai cái thôi mọi người, thiếu hai cái màu vàng đó thôi là mình sưu tầm đủ là mấy chục cái luôn mà hết trong sự kiện này luôn rồi, có bao nhiêu khối là mình đổi hết luôn á. Rồi bye bye mọi người nha, và đừng quên cái xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Ngày mai thì mình sẽ cho mọi người xem cái chỗ chơi mini game mới với lại là đĩa bay mới nha mọi người. Bye bye.